Nằm cách hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chỉ 100m, cầu vượt số 9 là nơi để người đi bộ và các phương tiện thô sơ có thể băng qua tuyến quốc lộ 5 mà không phải đi cắt ngang qua lòng đường. Có cầu thang lên xuống, có biển chỉ dẫn cho người đi bộ. Thế nhưng để lên xuống được cây cầu này thì người đi bộ bắt buộc phải đi dưới lòng đường, nơi có các phương tiện giao thông đang chạy với tốc độ cho phép lên tới 80 km/h. Không có phần đường dành riêng cho người đi bộ khiến cho những người dân xã Kim Lương luôn cảm thấy lo sợ mỗi khi phải đi qua đoạn đường này. Cháu nhìn thấy đường đi bộ này, người ta xe đỗ hết rồi, đâu phải buộc phải đi ra ngoài thôi. Buộc phải đi ra ngoài thì là gặp tai nạn. Ở đây cũng tai nạn nhiều, xe nó lao vào chuyện bình thường. Theo nhiều người dân địa phương, sự bất hợp lý của đường dẫn lên cây cầu vượt bộ hành này là một phần nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc chiều qua. Trong buổi chiều ngày hôm qua, khi mà đoàn người đi viếng lễ trang liệt sĩ và đi ngược chiều để di chuyển lên cầu vượt bộ hành để sang phía bên kia, thì đến cách cây cầu vượt này khoảng 100m đã bị chiếc xe tải lưu thông với tốc độ cao đâm trúng, gây ra cái vụ tai nạn giao thông rất là nghiêm trọng. Sự thể có lẽ đã khác nếu như có một tuyến đường gom dân sinh hay phần đường dành riêng cho người đi bộ dẫn lên cầu vượt. Nằm đối diện hiện trường vụ tai nạn, trường tiểu học và trường trung học cơ sở Kim Lương mỗi ngày có hàng nghìn lượt học sinh qua lại. Hầu hết các em đều đi ngược chiều hay đi bộ dưới lòng đường như thế này để lên được cầu vượt. Đường này dưới đây từ trường học cháu ra thì là nó gần hơn, nhưng mà nó quá nguy hiểm, nó có nhiều xe. Các bạn thì cũng như cháu ấy kia, các bạn vẫn đi phải đi nép vào đường như thế ạ. Vẫn chưa hết bàng hoàng khi chỉ trong một ngày có tới 8 cán bộ mặt trận tổ quốc xã tử nạn cùng 8 người khác bị thương. Lãnh đạo xã Kim Lương cho rằng điểm đen tai nạn giao thông phía trước trụ sở Ủy ban nhân dân xã đã tồn tại từ lâu. Tuy nhiên, những vấn đề bất cập như cây cầu vượt bộ hành chưa được giải quyết triệt để khiến cho nguy cơ tai nạn ngày một cao. Dùng cầu vượt đấy là nối đấy, gọi là nối dùng cho người đi bộ. Thế mà nhưng mà phía đường năm thì lại không có cái nối dành cho người đi bộ. Cái tình trạng này mà cứ để như này thì chúng tôi là hầu hết là các cái phụ huynh học sinh người ta có ý kiến rất nhiều, các cái cuộc tiếp xúc cử tri nhưng mà chưa được giải quyết. Theo quan sát của phóng viên, từ km 69 đến km 76 cộng 411 trên tuyến quốc lộ 5 có tới 3 cây cầu vượt bộ hành dẫn thẳng xuống lòng đường như thế này. Trong buổi làm việc tại hiện trường chiều qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, xử lý những vấn đề bất cập tại các cầu vượt bộ hành, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.